Vâng, chào bác ạ, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Quyết Audio. Ngày hôm nay thì tiếp tục về mẫu vang cơ lai số hàng chính hãng cho bác anh em. Thời điểm chuẩn bị vào mùa cho bác anh em rồi, đặc biệt là với những anh em làm những dàn loa kẹo kéo cho đi thuê đúng không ạ? Anh em đang tìm những cái mẫu vang mà có nhiều cổng kết nối đầu ra hơn. Anh em có thể sử dụng hai đẩy này, hay là anh em có thể sử dụng con đẩy 4 kênh. Đấy, thì anh em cần nhiều cổng kết nối đầu ra hơn để tiện đấu nối hơn và chúng ta có thể chỉnh từng kênh riêng biệt luôn đúng không ạ? Và ở trước màn hình các bác anh em là mẫu Solix QS550 Pro có đáp ứng đủ tiêu chí cho bác anh em luôn. Dòng vang cơ lai số thì nó sẽ có hai cái đặc điểm mà rất dễ nhận diện, đó là có eco reverb chỉnh riêng biệt, chống hú rất là tốt và hoàn toàn chỉnh bằng tay nên là làm chủ rất dễ dàng cho bác anh em luôn. Chỉ cần một cái tô vít thôi, các bác có thể hiệu chỉnh toàn bộ các thông số ở trên em vang này luôn. Và ở phía mặt đằng trước này anh em có thể nhìn thấy thêm nó có một cái màn hình LCD rất lớn. Màn hình này sẽ hiển thị các thông số mà anh em có thể tham khảo khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta hiệu chỉnh thôi. Nó rất là đơn giản. Âm lượng mic, âm lượng effect hay là các bác anh em hiệu chỉnh bất kỳ một phần nào đó thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình này luôn. Và có đầy đủ như kết nối cổng quang này, Bluetooth, cổng Quasi, điều khiển luôn cho bác anh em luôn. Và như đã chia sẻ với anh em rồi, rất nhiều cổng kết nối đầu ra, các bác anh em thì nhìn hay quay chi tiết hơn. Đây là các cổng kết nối đầu ra bằng ca lông, riêng phần ca lông các nhá. Bình thường những con em vang cơ này số bình thường chỉ có 3 cổng thôi. Cổng sub và hai cổng drive, hai cổng ra nhạc chính, và ở đây thì nó có thêm luôn đó là hai cổng SRS nữa. Hay là anh em gọi vang số gọi cổng surround đây. Đấy, nó có thêm hai cổng nữa. Để qua anh em có thể đấu nối thêm vào những em âm ni hay anh em đẩy chẳng hạn. Nó cực kỳ tiện lợi. Ngoài ra thì nó vẫn có thêm các cổng kết nối đầu ra bằng AV các nhá. Cổng sub này, cổng nhạc ra này. Còn đây các cổng kết nối đầu vào. Đầu vào của mic này. Đầu vào của nhạc thì có hai cổng AV, cổng quang, cổng Quasi, Bluetooth như em đã chia sẻ cho các anh em rồi đúng không ạ? Về các phần hiệu chỉnh thì anh em có thể nhìn thấy luôn. Em quay gần hơn cho anh em. Eco chỉnh riêng này, reverb chỉnh riêng này, chỉnh tông mic, tông nhạc, chỉnh cả sub hay là bass chép của phần effect đều chỉnh riêng biệt hết, cực kỳ tiện lợi. Và các nút nhấn ở trên này thì có những cái nút để điều khiển cái cổng USB này và cái cổng chọn đầu vào input đây. Đấy. Đây là cái nút có chức năng phát biểu cho bác anh em nhé, cái nút vocal đây. Đấy, anh em có thể bật hoặc tắt cái chức năng phát biểu cực kỳ đơn giản ngay ở trên mic luôn, ngay trên vang luôn, xin lỗi các bác nhé. Đó, quay cho bác anh em rồi, test thử một đoạn tiếng mic cho bác anh em đi. Alo thử để anh em nghe thử về cái phần hiệu ứng effect của em Solix QS550. Rất êm ái luôn, các bác anh em thể nghe thử nhé. Các anh em có thể nghe thấy không ạ? Rất êm ái, rất là mượt mà. Và giá thành rất phải chăng thôi. Các bác anh em mà đang có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ngay phía bên dưới. Và bên em có nhận thu cũ đổi mới cho bác anh em luôn nhé. Và anh em xem video, đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh.